Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Mình giới thiệu đến em dàn nội địa cao cấp Denon MG33. Dàn này đang đứng top âm thanh trong những dàn size nhỏ nha. Nó kích thước cũng to hơn mini một xíu. Mình chắc âm rất là uy lực do thiết kế máy nằm, công suất lớn, sử dụng STK công suất lớn. Và mặt máy thì ốp nhôm, cứng cáp sang trọng sáng bóng luôn, chống trầy xước. Hệ thống loa cao cấp, loa bass 14 nha. Màn sợi tổng hợp này, viền cao su, bên trên thì là chất đơm, loa màu gỗ nhìn rất là đẹp, công suất loa lớn 100W một cặp nha, này, loa rin theo vàng luôn, ngoại hình còn tương đối đẹp, phần tiễn về thì có một số chỗ nó trầy nhưng mà cũng không có làm xấu đi cái dàn máy, cơ bản là rất là đẹp. Chất âm này nông thì các bạn âm thanh chơi audio thì nó rành rất là hay, máy chạy tốt CD MD, có FM full tần số, bắt rõ nét Đài Việt luôn, có giải mã quang optical, giải mã từ tín hiệu từ smart TV hoặc là đầu đĩa, có thể làm DAC thì nó có đầu ra luôn, làm giải mã, có ngõ AUX và ngõ TEP để kết nối điện thoại máy tính qua jack 3.5. Ngoài ra phía trước có cổng portable in để thiết kế các thiết bị cầm tay. Rồi mình test CD nha các bạn. MD trong máy luôn. Dàn này vẫn được bát chép trên máy trực tiếp luôn nha. Các âm chi tiết và sắc sảo cực kỳ. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời bên bằng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Bắt chép ở đây nha các bạn. Ta sẽ thăm từng người, tăng giảm. Sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Từng người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương giận vui. Trường quên vắng ta mai ta lại về. Thanh dâng xuôi về ngọt quê hương. Mình tới tiếp vào đây nha các bạn. Máy nhiều chức năng, mình thích nhanh qua các chức năng thôi. Có thể lấy kèm remote học cho nó chức năng cơ bản nha các bạn. Gần như đầy đủ như Marine luôn. Tiếp chức năng FM nha. Đây, bật rõ nét. Chờ đợi ở đây nha, tăng giảm ở đây. Mình test tiếp chức năng giải mã đi. Giải mã là optical. Cái nối sẵn đầu đĩa phía sau hả?
các tất cả các thể loại nhạc, remix, dance, bolero đều hay. Mình đã thích chức năng AUX, nhạc bằng nhắc 3.5, nhắc AV phía sau ha. Mình có nối bài vô Bluetooth cho nó tiện lợi. Đây, mình nhạc trên điện thoại nha. Xong cái chức năng của dàn đàn ông MG33 là dòng cao cấp, chất âm đứng top trong cái dòng xe nhỏ nha các bạn. Ngoại hình còn đẹp, rất là đẹp. Có bằng chuyển, có trầy nhẹ nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng hay là giá trị của dàn máy. Dàn cái máy nằm bằng ốp nhôm, cứng cáp, sàn đồng trắng bóng. Hệ thống loa thì có bass 14 nên đánh hợp tất cả các thể loại nhạc từ dance, bolero đến trữ tình, remix vân vân. Chất âm rất là hay. Chỉnh được bass chép trên máy, chạy tốt CD, MD, FM phân tần số, có dải mã quang optical để làm DAC luôn, vừa dải mã vừa làm DAC rất là hợp lý. Ngoài ra còn có cổng AUX và tép để nghe nhạc điện thoại máy tính có dây. Bạn nào mua thì vui lòng liên hệ mình 0981 333 246. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại.